Hai, mến chào cô chú anh chị và các bạn đến kênh Minh Trân miền Tây học hỏi sáng tạo nha. Thì lúc gặp lại mình không có ra video nên cô chú anh chị bạn, thì công việc mình rất là lu bu, công việc mình không có để mình chế những cái vật gì để quay những cái cảnh mình ốp lát gạch. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái video hướng dẫn cho các anh em nào mình chưa biết làm cái thang, làm ghế ship. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái ghế ship này rất thuận tiện cho cô chú anh chị bạn xem để làm theo, để mình làm có một cái ghế mình làm bắt những cái kệ trong gia đình mình á, thì dùng những cái ghế này cho nó thuận tiện và nó gọn nha. Thì nó là ghế ship của mình đặt nó là ghế ship thông minh. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ clip này để cho các anh em làm, thì mình sử dụng những cái vật gì, thì khi mình làm xong mình sẽ quay lại rồi mình sẽ chia sẻ chi tiết rồi kích thước cho cô chú chị bạn xem, rồi sẽ nếu có làm được thì làm theo cách của mình nha. Thì những vừa qua thì những anh em mà mình đã có liên kết với nhau thì mình cũng rất có xem nhưng mình không có bình luận. Thì mong các anh chị và cô chú và các bạn thông cảm cho mình, thì mình cũng luôn luôn ủng hộ kênh mình nha. Rồi để mình mời cô chú anh chị bạn xem mình làm như thế nào. Những cái thanh sắt này thì mình cũng đã cắt đo cái thước thì mình cắt rồi, để cho nó mau cái thời gian để cô chú anh chị các bạn xem cho nó nhanh, để thôi nó gần, nó xa nó lâu quá thì cũng nhàm chán. Thì mình cũng cắt sẵn, sắp đặt sẵn hết trơn rồi, khi mình là hàng mình lắp ráp vô rồi mình sẽ đo chi tiết, rồi mình sẽ quay mình nói lại những cái thành phần trong cái vật liệu để mình làm một cái ghế ship này nha.
Rồi thì mình đã cắt và mình đã hàn vô xong xong hết trơn nha cô chú anh chị bạn. Thì mình cắt cái hàn đó nó cái thời gian hơi lâu nên mình không có quay lại cho cô chú anh chị bạn xem nha. Thì mình chỉ cắt rồi mình hàn sẽ gấp vô xong thì mình sẽ quay lại chia sẻ cho cô chú anh chị bạn xem để mà mình làm được cái thang khỏi mất công tốn thời gian của cô chú anh chị và bạn. Thì mấy cái chân hai chân mình đã hàn xong rồi nè, dưới một cái mâm ở trên đó thì mình đã hàn xong hết. Thì mình sẽ chia sẻ cái thước nha. Thì một cái chân bên đây thì cái chiều dài của nó là 1m5 phân, trong chiều dài là 1m5 phân. Còn cái cây thanh ngang này thì là 2 tấc 6, đó là bề ngang, đó là phủ bìa là 3 tấc, thì cắt 2 tấc 6 nè. Dùng là cây 13-26, đây là 13-26 ly 2. Bây giờ lưới này cũng vậy luôn, mình cũng xài vuông. Thì cái thanh đứng xéo này thì nó là 2 vuông nha, 2 phân vuông. Thì ở đây mình cũng có khoan 2 cái lỗ nè. Thì 2 cái lỗ này một lát nữa mình gáp vô rồi mình sẽ cho cô chú chị bạn xem. Cái chân bên đây, một cái chân bên đây thì mình hàn nó có cái độ bẹt cái chân ra nha. Thì cái độ bẹt này thì nó bề ngang phủ bìa là 50, ở trên này thì nó phủ bìa cũng là 30. Thì mình có ngắn mô đây, ngắn đèn cái lấy từ đây lên tới đây là 5 tấc vuông, từ đây đây là 5 tấc để mình lấy vuông góc lại là 30 vuông. Thì bên đây mình cũng có khoan một cái lỗ nè, bên đây cũng vậy luôn. Thì ở trên này là nó 30, còn cái bể đầu bẹt cái chân thì nó tới 50. Thì cái thanh bên đây thì nó dài hơn cái thanh bên đây nha. Cái thanh bên đây là nó tới 1m4. Để mình kéo thước cho chú chị bạn xem. Đây, đây mình lấy kéo thước kìa. Còn đây là 1m3 nha chú anh chị bạn. Đó, 1m3. 1m3. Chiều ngang là nó 30 nè. Còn cái chiều xuống này là 50. Cái này cũng 50 luôn. Hai bên đều 50 hết nha. Toàn bộ là mình đi là vuông 20 hết. Còn những cái nấc thang này thì mình sử dụng là 20, sắc hợp 20-40. Cũng vậy đi hai luôn để mình bước lên cho nó im cái chân nha. Có độ xéo luôn nè. Mình hàn có độ xéo luôn. Thì trong thời gian mình cắt mình hàn rất là lâu nên mình cắt sẵn rồi mình ráp vô như vậy. Đó. Mình đã hàn vô sẵn vậy, mình mài xong. Thì cái mâm này thì mình hàn cái mâm trên thì nó là nó 20-25 nha. Đó, 25. Còn cái chiều này thì nó là 20. Cái này là cái mâm để trên để mình bước lên trên là lên cái mâm này. Còn đây là cái phụ kiện để mình làm nè. Thì con ốc này 8 ly 3, mình không có, mình mua ốc lắm ly 4. Rồi một lát mình gắp vô dư thì mình cắt bỏ. Thì 2 miếng bát, 4 miếng bát này là mình tự chế nha. Mình tự chế để mình lắp vô. Đây là mấy con ốc đuôi cá. Đây mình tự chế luôn. À, còn một miếng bát nè. Đây còn một miếng bát nè. Thì bây giờ mình sẽ mời cô chú anh chị bạn xem mình gắp cái thang này vô nha. Thì do cũng có nhiều bạn vô bình luận cho mình, mình làm mà mình tua lẹ quá thì mình coi cũng không được nên mình sẽ rút ngắn lại, mình những cái mình cắt như thang này kia nọ mình sẽ bỏ qua. Thì những cái giai đoạn mình sẽ lắp ráp vô thành một cái sản phẩm thì mình sẽ quay lại cho cô chú anh chị bạn xem cái thức mình ráp như thế nào. Thì chi tiết thì mình cũng phải chỉ hết cho cô chú anh chị nào, các bạn nào muốn làm một cái thang thì coi xem rõ những cái chi tiết của mình thì làm, mình cũng chia sẻ đầy đủ hết.
rồi, thì mình đã ráp xong hàng rồi chứ anh chị bạn. Để chặt rồi. Đây. Động ở cái thang này nha. Cái này cái ghế. Thì mình muốn ship lại thì mình dỡ này ra. Thì đó. Cái này thì mình chưa có sơn nha cô chú anh chị bạn. Thì chừng nào nếu mình sơn mình sẽ quay lại cho bạn xem màu. Rồi. Thì cái chi tiết này thì nó rất là cũng hơi khó nha, chứ không có dễ. Tại vì khi một cái mà để nó có một miếng bát này thì cô chú anh chị bạn canh sao mà cho nó phải nó phải ngay cái thời điểm mà ở trên cái này mình khi mình hạ cái mâm ở trên này xuống nha, thì nó cái thời điểm cái này nó sẽ móc vô cái này nha. Đây mình làm một cái này là 2 vuông nè, 2 vuông mình thành 2 vuông nè, mình sẽ móc lấy một miếng ra thì nó sẽ vừa vô cái thằng 13-26 này. Thì khi mình thời điểm mà mình ở trên mình hạ xuống thì nó sẽ nó ngay nha. Đây nè, khi mình kéo ra nè, nó sẽ sập vô nè, thấy không? Sập vô thì mình sẽ đè lại như vậy thì sẽ nó giữ lại, giữ cái thang mình lại là nó không tới lùi được. Với đồng thời nữa đây là nó sẽ ngang ở đây, nó sẽ ngang ngay trên chỗ cái điểm này. Cái bát này thì sẽ nó để sẽ giữ lại cái mâm này nó không bị lật về trước, và đồng thời nó sẽ đứng theo cái thang này khi mình ship lại nha. Đây, thì toàn bộ là mình xài này ốc lọc 6 ly nè. 6 ly thì các bạn sẽ hàng ở trong một cái lồng đền. Trong lồng đền như vậy mình xong lồng đền này sẽ cái mâm này nó sẽ sụp xuống, nó không sẽ không dướng cái đầu con bán đây. Thì mình sẽ lắc kê ở đây một con bán ở đây nữa để nó giữ được cái độ lắc lư của cái bát này lên xuống của quanh này. Thì mình sẽ xiết ngóc này lại thì nó sẽ giữ cái bát này giữ nguyên. Còn đây trong này mình có hàng một con rắn trong này, thì ở ngoài này mình muốn cho nó đẹp thì mình kiếm lồng đền vậy, mình sẽ hàng vô đây thì mình sẽ dặn vô đây nha. Thì sau khi mình lắp vô rồi á thì mình chỉ lấy cái ve mình đục cái găng này cho nó hơi dập mình chút xíu thì nó ngóc này nó sẽ không có chạy ra khi mình chỉnh cho nó vừa độ của cái chỗ hở này ra. Ship vào ship vô nó không bị dướng nha. Còn cái khâu này, cái khâu chỗ này thì để mình độn cái mâm này nó không sẽ chạy qua đây, nó không có chạy qua đây được, nó sẽ nằm cố định một bên nào là một bên để cái chỗ cái bát này nó nằm ở trong này, nó lên xuống không có dướng. Thì con cái chốt ngang này mình cũng xài con ốc 6 ly luôn. Mình sẽ qua chỗ qua bên thanh này đó, khi mình bước lên là nó sẽ cố định đây. Còn hai miếng bát này thì mình xài hai miếng bát nha, là 1 ly 2 nha, hai miếng bát ly 2 giữ hai bên. Xài con tán 8 ly, tám ly này mua 8 ly 3 không có, nó có 8 ly 4 thì mình lấy 8 ly 4. Một lát nữa mình sẽ cắt hàng đây, mình cắt hàng đây mình bỏ, mình sẽ lấy mấy hàng mình chấm bon này cái mình để cũng vậy luôn để cho ngóc mình không nó chạy ra. Rồi ở trên này thì có cái tay thì này để mình test cho cô chú chị bạn xem luôn nha. Tại sao mình kêu cái ghế này là ghế ship thông minh? Thì ở dưới lên chiều cao nó khoảng là 80-85, để mình bước lên cho nó dễ nha. Thì có cái tay cầm ở trên.
Rồi thì mình cũng chia sẻ cách mà để làm cái ghế ship này, thì mình cũng chia từ chi tiết cho cô chú anh chị bạn xem. Thì mình cũng kết thúc nha, thì hẹn lại cô chú anh chị và các bạn những clip tiếp theo để làm cái sản phẩm nào hay hay thì mình sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị bạn xem. Cảm ơn cô chú anh chị xem đã video của mình. Rồi hẹn gặp lại nha. Ok, bye bye.